Anh cho tôi biết là tôi bị dừng vì lý do gì ạ? Do kiểm tra là theo thủ tục hành chính bình thường. Anh thủ tục hành chính anh căn cứ vào cái lệnh nào để anh kiểm tra dừng xe khi mà tôi không có vi phạm? Chúng tôi là theo cái nghị định, theo cái thông tư 45. Đó. Thông tư 45 là thông tư nào anh? Anh cho tôi xem thông tư. Đó đó anh, thông tư 45 nha, không có ai có quyền dừng một cái xe nào khi người ta không có biểu hiện vi phạm giao thông. Chúng tôi kiểm tra bình thường thôi. Anh không có cái quyền đó, tôi nói anh không có cái quyền đó. Tôi nói với anh là gì nhỉ? Lê Văn Hiên, Biên phải không? Biên hay là Hiên đấy? Biên. Lê Văn Biên, anh là cấp bậc là gì, thượng úy và thượng thượng tá phải không? Vâng. Đề nghị anh cho tôi biết là tên này này. Chúng tôi đi không có vi phạm gì về giao thông đúng không? Anh chỉ là dừng lại để kiểm tra hành chính đúng không? Có phải không nào? Mà anh em kiểm tra giấy tờ xe của anh. Vâng, nhưng mà tôi đi. Anh phải thừa nhận là tôi không có vi phạm gì về kiểm tra về luật giao thông đúng không? Nhưng mà anh cứ để cho tôi nói cái đã. Anh nói đi. Cái thứ nhất là tôi đi, anh phải thừa nhận là tôi đi không có vi phạm gì về luật giao thông đúng không nào? Anh dừng lại chỉ để kiểm tra hành chính đúng không? Có phải không ạ? Có phải anh, xin lỗi anh tên gì nhỉ? Tôi tên Tuấn. Anh là Phạm Quốc Tuấn đúng không? Cấp độ bậc của anh là trung tá đúng không? Rồi. Thế bây giờ thế này này, anh Hiên và anh Viên và anh Tuấn này. Cái thứ nhất là các anh dừng xe dọc đường với một cái điều kiện, một cái luật nào hoặc cái điều lệ nào, một cái quy định nào cho phép các anh dừng xe khi tôi không có vi phạm giao thông. Đề nghị anh sắp cho tôi biết cái điều đó. Chứ còn không phải là cái chuyện là các anh muốn dừng lúc nào là dừng. Khi xe tôi không có biểu hiện gì vi phạm thì các anh không được phép dừng. Anh biết là trường hợp nào thì các anh được dừng xe không? Sao anh? Anh biết là trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe không? Bọn em được kiểm tra thông thường tất cả các trường hợp xe vi phạm. Các trường hợp xe để kiểm tra giấy tờ xe. Thế giờ em hỏi anh em, bây giờ thí dụ kiểm tra biết anh có giấy phép lái mà bảo hiểm với giấy các giấy tờ. Vâng, có nghĩa là bây giờ ở trên chỗ này là giao thông Sơn La này là cứ muốn dừng xe nào. Vâng, tức là các anh cứ muốn dừng xe nào là các anh dừng đúng không? Có phải như vậy không? Anh em có được phép kiểm tra? Được phép, tôi biết rồi. Anh cho tôi xem cái lệnh nào được phép dừng tất cả xe nào kể cả không vi phạm. Lệnh tuần tra kiểm soát. Lệnh tuần tra kiểm soát, anh cho tôi xem lệnh. Chứ anh không thể là một cái cách anh muốn dừng xe nào để kiểm tra giấy tờ thì dừng. Bộ nào thì cũng là bộ công an của cái đất nước này. Chúng tôi nói với anh biết này này này. Chúng tôi ấy, cho đến bây giờ chúng tôi phải dừng lại buộc lại. Và cái cách thức dừng xe của anh là không đúng. Anh dừng xe anh phải đứng cách bao nhiêu, đứng đằng trước, rồi đứng gậy thế này anh phải chỉ ngang này. Và anh đứng bên này đường anh lại dừng xe bên kia. Đấy đó là cái sai. Anh đúng chưa? Có vào anh Biên. Anh dừng bên này đường anh chỉ được phép dừng xe chiều này, chứ anh không được dừng xe xông qua khỏi đường dừng xe chiều kia. Theo cái quy định của anh đưa tôi xem quy định nào cơ, hay là công an Sơn La có quy định chưa? Anh em tôi có kế hoạch của lãnh đạo phòng phê duyệt mới là lãnh đạo đội. Không, của anh chưa bằng bộ công an. Không, thì bọn em thực hiện theo thông tư 66. Bây giờ thông tư 66 mới là thông tư 65. Vâng, anh đi. Đây thì anh cho tôi xem thông tư đấy. Tôi có đủ các loại thông tư và đây. Vâng, anh em thực hiện theo cái kế hoạch số 01 của trưởng phòng anh em tôi phê duyệt ạ. Vâng, trưởng phòng phê duyệt cho phép các anh ở bên này đường, bắt xe bên kia đường đúng không? Các phương tiện. Đấy, bây giờ anh phạt hành chính. Tôi bây giờ tôi hỏi anh Toàn. Vâng, em tuyên tuấn anh ạ. Có phải là trưởng phòng các anh ở cho phép phê duyệt cho anh là đứng bên này đường, bắt xe bên kia đường và chỉ ngang gậy này không? Anh từ từ, tôi đề nghị anh là tôi chưa làm việc với anh, tôi làm việc với từng người một. Đề nghị anh Tuấn. Anh cho tôi biết cái việc đấy. Anh em dừng theo cái quy trình tuần tra kiểm soát. Quy trình đấy là quy trình dừng để kiểm tra phương tiện các anh, giấy tờ các anh thôi, xem các anh có đầy đủ không. Không đầy đủ thì nhắc nhở các anh đi. Không. Anh chúng tôi đã đi, chúng tôi có đầy đủ xe. Tất nhiên điều đó là chúng tôi khẳng định chúng tôi có. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh em tôi đi làm về dừng để kiểm tra thì mới biết được anh là giấy phép giấy tờ đầy đủ không. Anh đầy đủ tất cả kiểm tra an toàn. Bây giờ thế này anh em Tuấn nhá. Vâng, thế thôi, anh em không gây khó khăn gì cho anh cả. Không khó khăn gì, tôi làm sao anh gây khó khăn được, tôi làm gì anh gây chuyện đây. Tôi đang đi trên đường, không vi phạm gì, anh dừng tôi lại là anh đang gây khó khăn. Cái đó là được cái đầu tiên. Anh không được phép làm, anh làm là anh gây khó khăn. Cái thứ hai, anh đứng bên này đường, anh chỉ gậy ngang sang bên kia đường là cái sai thứ hai. Cái thứ ba, anh ở chiều bên này, anh chỉ bắt được chiều bên này, anh không được bắt chiều ngược lại. Điều đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, xe tôi đi không có vi phạm giao thông, anh bảo là anh muốn kiểm tra là anh dừng lại kiểm tra. Và do lệnh của trưởng phòng, các anh trưởng phòng anh tên gì? Và lệnh đấy ở đâu? Bên anh có kế hoạch tuần tra các anh ạ. Còn các anh muốn kiểm tra xin mời các anh về làm việc cùng em. Tôi không kiểm tra không ấy, nhưng mà tôi đề nghị các anh không thể kiểm ơi yêu cầu ấy được, các anh có thể xuất trình ra. Anh nào làm việc của tôi thì anh phải làm việc một cách rất đàng hoàng, chứ không phải là một cái đoàn nói này được. Lẽ ra anh Tuấn làm việc tôi ấy, anh phải chào tôi hả, nói theo đúng quy định của ngành cho anh phải làm như vậy. Không, anh Biên anh dừng xe chào anh rồi. Dừng xe chào khi anh đến thì anh em nói chuyện với nhau. Đấy là anh Biên chào anh, khi dừng xe anh Biên chào anh rồi anh đúng không?
chứ không phải là cái anh đón xe thế này là anh chỉ ngang đường hay nào. À, đúng không? Còn anh Viên dừng, anh Viên chào các anh rồi chứ phải không chào đâu các anh. Tôi chưa có trách nhiệm trả lời cái đó. Tôi là công dân đang đi trên đường. Thế thì thưa với anh là như này, vâng. Tôi là lực lượng cảnh sát đang tuần tra giao thông ở trên đây, kiểm tra dừng các cái phương tiện để kiểm tra kiểm soát theo quy định của ngành công an. Ngành công an quy định nào anh cho quy tôi xem. Quy định của Bộ trưởng Bộ Công an đã ký. Bộ trưởng Công an không quy định cho anh được phép dừng. Được quyền kiểm tra dừng. Được quyền kiểm tra anh. Để tôi nói thế này anh Biên nhé. Vâng. Anh Biên là anh Hiền. Tôi là Biên. Anh Biên, vâng. Ngành công an không có một quy định nào cho phép khi đang trên đường xe anh không có lệnh kiểm tra hành chính mà anh được phép dừng xe. Khi người ta có vi phạm, biểu hiện vi phạm, đó là điều thứ nhất. Ngành công an không cho phép, cái nguyên tắc của ngành công an không cho phép anh đứng bên này đường, xông sang bên kia đường chỉ ngang gậy để rồi là bắt người ta dừng lại. Anh muốn để mà dừng xe anh phải đứng trước xe dơ ra đứng gậy. Tôi đã dơ rồi, tôi đưa sang bên kia. Tôi anh sang bên kia. Ở bên này đường, anh đứng bên này dơ đường, anh dơ cho ai? Anh dơ đằng này, đằng này. Tôi đáng lẽ ra là tôi không dừng lại, nhưng đối với anh tôi phải dừng lại để tôi nói cho anh biết. Anh đừng có nghĩ là anh là công an muốn làm gì thì làm. Không phải như thế. Đừng có nghĩ rằng ở cái đất Sơn La này thì anh muốn làm gì thì làm. Phải Sơn La muốn làm gì làm, anh nói. Cho nên anh muốn nói làm gì thì làm. Chả có quy trình nào anh đưa quy trình cho xem. Cái địa điểm nào nó phù hợp. Phù hợp bên này, tôi đi bên cả đường tôi có trách nhiệm sang bên này, anh dơ bên này. Thiết là đứng một bên. Đứng bên này hoặc anh đưa tôi một cái văn bản nào quy định luôn, anh mở mạng ra anh xem luôn. Tôi chả cần quy định của Bộ Công an trong anh cứ đưa quy định và số bao nhiêu anh đưa tôi xem. Anh đưa tôi biết quy định số bao nhiêu là quy định là anh đứng bên này đường có quyền rơi bên kia đường. Quy định số bao nhiêu anh cứ đọc đi, tôi có đủ quy định. Anh em thực hiện theo cái thông tư số bao nhiêu 66 anh của Bộ Công an ngày bao nhiêu ngày 30/10/2012 anh. Thông tư số 66 ngày 30/10 anh đề nghị anh cho cái xem cái thông tư này. Đấy. Đề nghị anh cho cái mình mở ấy cho anh xem cái thông tư. Đây đây anh cứ đưa tôi thông tư, anh cứ đưa tôi xem thông tư đấy và chỉ cho tôi là đoạn nào. Mấy cháu mở cho cái túi xem không? Phải là các anh em tính ra làm nào nó em. À tôi biết rồi, tôi nói thật với anh ấy, tôi cũng làm gì cái này. Anh không có quyền đấy, nếu như tôi cũng có vi phạm. Nhưng mà nói với anh, anh chỉ có quyền đó khi anh có một cái lệnh là tôi anh trước hết tôi cắt lời anh đã. Anh yêu anh cầu làm việc anh bỏ tay xuống nhá. Anh không phải làm việc trước mặt dân, anh giơ tay gì như thế đâu nhá. Anh là đầy tới nhân dân, anh không có cái tư cách làm việc của công dân đấy đâu nhá. Bây giờ anh bảo anh giơ tay với ai đây? Không, tôi nói cái như thế này nó có cái gì đâu. Tôi đề nghị anh làm tôi việc là người cán bộ công an, anh không được phép có những cái hành động mà trái quy định như thế đâu nhá. Anh đừng nghĩ là anh muốn làm gì thì anh làm. Nói cho anh biết cái việc ấy. Anh cứ đưa thông tư đâu, quy định nào là anh được đứng bên này đường, được phép dơ gậy bên kia được. Tại sao là không? Tôi là công dân, tôi có quyền kiểm tra giám sát toàn bộ, chứ chưa nói chuyện là tôi là ai cả. Nhá. Đừng có nghĩ là các anh muốn ra làm vương làm tướng gì coi làm. Các anh làm đúng những cái gì pháp luật cho phép. Còn công dân người ta được làm những cái pháp luật không cấm. Anh hiểu không nào? Chúng tôi đang làm đúng quy định. Anh làm đúng quy định, có quy định nào trái phép anh đứng bên này đường dơ gậy gang sang bên kia đường, người ta dừng lại anh đưa tôi xem. Anh đưa tôi xem. Công an mà không biết luật này thì chết. Công an không biết luật thì chẳng trách gì mà người dân đúng đây khốn khổ. Công an mà cũng anh cứ đưa đây, anh đưa xem. Tôi đang đợi đây. Anh cứ đưa đi, anh cứ đưa đi, tôi xem đầy đủ vâng. Anh cứ đưa đây xem đầy đủ. Anh cứ mở ra đi. Anh cứ mở ra đi, tôi xem đây anh. Công an mà không biết luật thì gây go rồi. Luật anh không biết, trả lời cái anh nghe bóng anh trả lời như thế là anh trả lời sai. Anh bảo theo thông tư là bọn em thực hiện theo thông tư 66. Thông tư 66 anh đưa tôi xem, thông tư 66 anh đi anh phải có đầy đủ. Đấy, còn anh em tôi thực hiện theo cái kế hoạch. Thông tư 66 nói điều gì anh đọc tôi nghe đoạn tôi xem. Mình là có chức năng nhiệm vụ quyền hạn của anh em tôi. Vâng, anh đọc tôi nghe xem một đoạn này. Chức năng nhiệm vụ có được phép dừng tất cả các phương tiện. Anh cho tôi xem bất cứ một văn bản nào là anh được đứng bên này. Tức là tất cả các phương tiện lưu thông trên đường là anh được phép dừng. Anh được là dừng. Vâng, tuần cán bộ chiến sĩ cảnh sát thông là được đúng không? Bất kể lúc nào. Anh tên là gì nhỉ? Anh là Phạm Quốc Tuấn đúng không nhỉ? Vâng. Phó đội trưởng. À rồi, mã số 11945. Tức là anh nói là tất cả các cái phương tiện đang lưu thông trên đường. Anh thích dừng anh dừng bất cứ lúc nào đúng không? Kiểm tra vâng, dừng anh em bất cứ lúc nào vào. Hạn dừng kiểm tra phương tiện anh. Bất cứ lúc nào khi anh thích đúng không? Không phải thích. Anh dừng kiểm tra. Cái lỗ ra là người anh thích chứ anh thích anh dừng làm gì? Anh nổi hứng lên cái nào? Có phải là anh đang rõ ràng nổi hứng lên ông chỉ tôi mà khác khác ông chửi hoặc là khi ông thích là ông chỉ ông là có phải vì tôi biển số lạ không? Không nghĩ là phải biển số lạ anh em có phải biển số lạ anh không được phép làm điều đó.
anh không được phép làm điều đó, trừ phi đối các anh có một cái chuyên đề rõ ràng, gọi là chuyên đề kiểm tra hành chính. Giám đốc của phòng cảnh sát giao thông, kế hoạch, không có kế hoạch, đấy là chuyên đề. Mới là cả cái kế hoạch thì anh được cái sự phê duyệt của lãnh đạo. Kế hoạch anh làm việc với ai? Không làm gì có kế hoạch, kế hoạch đặt ra. Anh cảnh sát mà làm việc không có kế hoạch, anh làm việc cái gì? Thì có kế hoạch làm gì? Ai cũng có kế hoạch, tôi không nói chuyện kế hoạch anh, mà tôi chỉ hiểu là căn cứ cái gì. Anh dừng chúng tôi lại. Tôi có kế hoạch số 1. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch của... Cái kế hoạch tôi không cần biết, tôi chỉ biết là anh theo luật nào. Kế hoạch, chứ bây giờ bác có một kế hoạch, thì ông này có một kế hoạch, thì bác đừng dừng cái xe kia, ông này đừng dừng cái xe kia thì làm sao? Các bác phải có cái chuyên đề, mà chuyên đề đâu? Có cái gì để cái anh lấy các quyền để mà dân sự? Chúng tôi là công dân. Chúng tôi là công dân. Và anh đang vi phạm pháp luật đây này. Tôi đang kiểm tra anh. Anh đang vi phạm pháp luật với tôi đây này. Tôi nói cho anh biết đấy. Tôi đang đi trên đường không vi phạm gì nhá. Anh chỉ đứng bên này. Anh chỉ gậy bên này sang bên cái đường là một là sai. Hai là tôi không có vi phạm gì. Cái gì rồi nhá. Tôi không muốn trả lời với anh như thế nữa. Anh trả lời không đó là việc của anh. Tùy các anh. Nhá. Còn việc không có lý do gì tôi phải lên cả. Nếu khi các anh ấy... mà anh chưa có một cái văn bản nào, một cái quy định nào làm đúng pháp luật là rằng anh được phép dừng xe tôi, thì tôi còn phải giải quyết các anh. Anh đừng có nghĩ là mời được. Anh dừng xe chúng tôi đây. Thì các anh phải có trách nhiệm giải thích cho chúng tôi đầy đủ. Anh phải có đầy đủ chứ mà nói anh có quyền nói là anh mặc áo cảnh sát ra đường. Còn cái chuyện lên đồi chúng tôi có nhu cầu đấy đâu? Tôi có nhu cầu đi đâu hết. Tôi có nhu cầu anh phải dừng xe tôi trái pháp luật đấy, anh phải giải quyết. Tôi trả lời cho anh về trách nhiệm chúng tôi dừng xe. Cái anh đã dừng xe, cái anh phải trả lời được mới dừng được, chứ không phải là tự nhiên cái anh là dừng người ta rồi bắt người ta là dừng cái hiệu lệnh dừng xe là ông đã vi phạm pháp luật rồi. Rồi cái ông sai rồi. Cứ vào đi, vào đi, người ta sẽ làm việc. Bác cứ vào đi bác. Gì đó. Kể cả bên trái, kể cả bên phải. Anh cho anh nói lại đi. Thuận lợi nhất. Anh nói lại đi. Anh nói lại câu đấy. Quy trình của chúng tôi nhá. Vâng. Anh đang quay thì đang quay đang ghi. Vâng, anh nói cho rõ ràng. Anh ra tôi nói là đã vào máy của anh cả rồi. Vâng, anh nói lại đây nào. Anh trả lời rõ ràng xem nào. Chúng tôi được quyền dừng tất cả các phương tiện đi trên trên đường. Vâng. Khi có nhu cầu chúng tôi kiểm tra để kiểm tra giấy tờ và các cái thủ tục của phương tiện. Rồi gì nữa? Và anh đứng bất cứ chỗ nào? Và tôi đứng bất cứ trên cái trên đường, kể cả bên trái, kể cả bên phải. Bên nào cũng được, anh muốn dừng chiều nào cũng được phải không? Tôi dừng được hết. Vâng, đó là do quy định do chính anh đưa ra để cho anh làm việc không? Không phải, đây là quy định của Bộ trưởng. Không có thông tư nào cho phép làm những việc như vừa rồi. Đây là thông tư của Bộ trưởng. Tôi nói cho anh thế này ông Tuấn nhé. Ông là đội phó Bộ trưởng. Tôi nói cho chính này anh biết. Ông muốn dừng xe. Muốn dừng xe cái nhà Tuấn hoặc có dấu hiệu vi phạm giao thông đương nhiên là phải dừng. Còn bình thường người ta lưu thông trên đường không có dấu hiệu vi phạm giao thông, muốn dừng xe phải có hai vấn đề, hoặc có lệnh đặc biệt phải dừng xe. Anh em tôi thực hiện theo kế hoạch. Anh cứ từ từ nói cho anh nghe. Điều thứ hai, anh chỉ có thể dừng xe được khi có một chuyên đồ đề kiểm tra hành chính về giấy tờ về này các, và chuyên đề đó được ai ký anh biết không? Phải có cái ông cấp huyện ký vào đó chứ không phải nói chuyện. Kế hoạch không có nghĩa là anh dừng tất cả theo kiểu này. Cái thứ ba, khi anh được dừng, anh chỉ được phép dừng theo kiểu của mình. Về điều này anh chỉ không dừng vào sơn như vậy, vuông góc với bay như thế này, đứng vị trí cách ít nhất 3 mét. Thì anh biết anh làm được phép tác dừng cho anh như thế nữa anh. Anh không được phép là dừng chảy ngang như thế này. Tôi nói cho anh biết. Có kế hoạch đây chứ không phải không đâu anh. Dạ, có kế hoạch mà thôi. Anh em dừng kiểm tra xe của anh, kiểm tra giấy tờ, phương tiện xe của anh ra biển đấy. Tôi nói cho anh em, không có kiểm tra, có quyền dừng tôi lại khi anh đi bên này đường mà. Tôi bên kia tôi vi phạm gì. Anh cũng có một cái lệnh nào để mời anh đi. À, xin mời anh về. Đưa cái văn bản này cho các anh xem. À, đúng không? Anh văn bản cho tôi, văn bản 65 đấy, anh đọc cho tôi thông tư 65 đấy, ở chỗ nào cho phép anh làm việc vừa rồi. Đây là nhiệm vụ quyền hạn. Đấy, anh cứ đọc nhiệm vụ quyền hạn các anh cứ đọc đi xem chỗ nào là cho phép anh làm những động tác như vừa rồi. Đấy, thông tư của tôi đưa cho anh đọc đấy. Anh cứ đọc đi, chỗ nào cho phép anh có những hành động như vừa rồi, anh đọc đi. Thông tư 65 đấy, anh vừa nói 65 anh cũng có, tôi có đấy. Anh cứ đọc tìm ra chỗ nào như những hành động anh vừa được phép vừa rồi thì tôi nghe anh. Đấy, chức năng nhiệm vụ của bọn em. Chức năng nhiệm vụ tôi không quan tâm. Anh đọc đi, anh đọc, anh đoạt nào anh cảm thấy là đúng anh. Thay thế cái 65 với 64 này. À, cái ông, anh cứ đọc từ chỗ nào cho phép anh làm những việc như vừa rồi thì tôi nghe ngay. À, đơn giản thế, anh không có tôi có đấy. Đấy thì trả gửi anh cái này thôi, 600 đây các anh xem thông tư này của anh. Anh xem anh chỉ cho tôi chỗ nào trong thông tư này đấy, cho phép anh làm những việc như vừa rồi. Quyền hạn của anh em thôi.
Anh đừng có nghĩ là cái chuyện là đấy anh không có, tôi có đây này, cho anh xem này, này. Anh chỉ cho tôi chỗ nào có. Chức năng nhiệm vụ có hai là sao cáo quy trình. Tôi chả có thời gian nào để về nhà các anh, tùy cái thứ mà để xem này, tôi có ngay văn bản đây. Đây văn bản đây, đây không phải là văn bản là cái gì? Tôi có, anh cũng có đi làm nhiệm vụ, anh cũng có, tôi có đây này. Ông chỉ tôi xem. Ông thích xem thông tư 27 tôi có không? 27 ông xem này này. Ông thấy không? Và cái cũng xuất trình được một cái gì để chứng minh là cái quy trình là phải phải đúng. Được chưa? Tôi là công dân. Tôi phải nói trước với anh như thế. Anh xin lỗi, anh ở đâu? Ở đâu? Cái không quan trọng, tôi ở Việt Nam này là được. Vâng, tên tuổi của anh. Không, anh không cần biết, phải chưa biết cái đó đến lúc nào ấy. Nếu cần tôi đưa giấy tờ xuất trình cho anh đầy đủ, kể cả giấy tờ xe khi mà cái làm đúng. Nhưng tôi đang hỏi vấn đề chỗ, tôi chỉ là công dân. Nếu tôi không làm ở đâu cả thì có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Không, không phải làm giờ thì là làm nào? Anh nói tôi nghe em thực hiện theo cái thông tư 65 quy định chức năng nhiệm vụ. Anh quy định 66 về tuần tra. Anh đọc cho tôi nghe đây. Tuần tra kiểm soát 65 đấy. Vâng vâng. Anh không có, tôi có đấy. Không có, có đang có và đang thực hiện. Và anh rồi. Không có một quản lý đạo phòng. Vậy thì bây giờ anh đọc trong này cho tôi xem điểm nào là được phép cho phép. Thứ hai là bọn em thực hiện theo kế hoạch. Cho phép anh làm những cái điều như vừa rồi. Tuần tra đấy từ km 181 bọn em đến 152. Đấy trong kế hoạch. Quay cho anh mấy cái xe này cái luôn. Không phải thì xin mời anh. Anh ấy thì xin mời anh về. Tôi không phải về đâu hết anh nhá. Anh dừng tôi tại đây. Đây kia tại anh đây. Nhá, anh đã là không giải thích được những điều anh làm. Mà rõ ràng việc anh vi phạm ở đây đối với chúng tôi là có tất cả bà con xung quanh đây xem. Có vật chứng, có nhân chứng đầy đủ ở đây, không việc cho tôi phải đi đâu cả. Nhá. Tôi có quyền yêu cầu anh xuất trình cho tôi những cái căn cứ pháp luật nào các anh được phép làm. Còn các anh ấy, khi thấy chúng tôi vi phạm pháp luật chẳng hạn, anh có quyền dừng tôi không ý kiến gì. Lúc bấy giờ ấy, anh nói ra được để kiểm tra cái anh nghe. Anh dừng, anh không có quyền dừng đó theo cách nói của anh. Khi mà anh xuất trình ra được những cái cơ sở pháp lý để cho việc anh dừng là đúng, tôi sẽ xuất trình đầy đủ giấy tờ căn cước, tất cả mọi vấn đề giấy tờ theo yêu cầu của anh. Chỉ ngang gậy là dừng xe. Trong văn bản không có cái chuyện đấy. Phải đứng phía trước. Trước anh kia, anh đứng trước đầu xe của anh. Trước gì tôi chạy ra được chứ, ông chỉ ngang xe đây. Và cái hiệu. Và cái hiệu là anh dơ gầy cũng thế. Anh dơ gầy, anh cũng được chỉ ngang gầy. Tôi nói cho anh biết. Anh đọc đi. Được dừng phương tiện trong điều kiện nào? Rồi, trong điều kiện nào? Được dừng thì có nghĩa là xe nào dừng à? Đúng rồi. Thì anh bọn em kiểm tra hành chính anh. Anh đừng nói thế là anh nhầm, chứng tỏ là anh học chưa đến nơi đến chỗ. Tôi nói cho anh biết. Được dừng các phương tiện trong điều kiện nào chứ phải được dừng thì có nghĩa là ông cái nào ông dừng. Tôi xin hỏi anh này. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Bây giờ người ta mới quy định thêm cái thẻ xanh này này. Vâng, đây em có đây. Đấy, vậy thì cái thẻ xanh này ông có biết là người ta quy định làm cái gì không? Vâng, anh vừa cứ bảo anh biết đừng chỉ đi, anh đừng chỉ anh đi. Không, tôi chỉ là chỉ cái biển này ông đừng có gây đấy. Tôi chỉ cái biển này này. Phạm Quốc Tuấn này này, Phó đội trưởng này này. Biển số đây là 140495 này này, 945 này này. Nhiệm vụ quyền hạn điều 5. Nhiệm vụ quyền hạn anh không nghĩa là chỉ mỗi câu như thế là anh dừng tất cả. Tôi nói cho anh biết, anh có quy trình gửi anh. Quy trình nào cho phép anh là đứng bên này đường sang bên kia. Bây giờ sẽ đảm bảo để cho tốt nhất nhá, mời các anh đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi không đi đâu hết. Tôi xảy ra việc tại đây và các anh đang vi phạm tại đây. Không có gì cả. Không, tại sao không có gì? Sao lại không có vấn đề gì cả? Các anh là những người thi hành pháp luật, các anh vi phạm pháp luật thôi, không có vấn đề gì. Nguyên tắc pháp luật, còn các anh cũng làm việc mà không đúng rồi, phải chịu trách nhiệm về việc ấy. Nói cho anh biết trách nhiệm thế nào, các anh đang chưa chấp hành chúng tôi. Đến cái lúc này đừng có kêu. Chưa chấp hành cái gì, anh nói thế không đúng. Chúng tôi, anh chưa dừng xe, chúng tôi đã chấp hành và chúng tôi dừng xe lại đây, tại sao nào chúng tôi không chấp hành? Chúng tôi không chấp hành ở điểm nào? Chúng tôi vi phạm một cái chỗ nào? Anh đứng bên này chỉ sáng không vi phạm à? Đấy là quy định của... Chả có bên nào quy định, anh đưa tôi bản quy định đây xem. Mời anh lên đội chúng tôi để giải thích cho anh, đưa văn bản. Anh dừng xe tại đây, bắt người dân tại đây, tại sao lát nữa anh bảo là không phải lên chúng đội. Chúng tôi kiểm tra, anh còn chưa chấp hành chúng tôi, anh là cái chất vấn gì. Thế tôi đi hay về Hà Nội xem, tôi đi. Anh vi phạm, anh xử lý, anh không vi phạm. Tôi không vi phạm gì hết. Mời các anh đi. Anh biết chắc chỉ là anh không vi phạm. Quyền anh. Anh không có cái quyền đấy, anh không nghĩ. Chúng tôi kiểm tra làm sao nó biết được. Anh uống rượu đâu? Ai uống rượu? Anh muốn mời ai thì anh mời. Còn tôi kêu ai đây? Còn chúng tôi phải đi đâu hết? Anh đang vi phạm tại đây này. Tôi nói cho anh biết trước cái tên này.
Còn việc các anh cố tình gây ra những cái khó khăn cho chúng tôi trên đường khi chúng tôi vi phạm ấy là các anh chịu trách nhiệm việc đó. Tôi nói cho anh. Bọn em có gây khó khăn nhưng anh ơi, kiểm tra giấy tờ các anh như sao các anh bảo vệ. Anh không được phép làm, anh làm là anh cho tôi không được phép các làm. Anh không được phép làm những việc mà các anh cố tình làm là các anh đang vi phạm và vi phạm là các anh gây khó khăn. Dạ, có điều nào? Còn chưa xuất trình những giấy tờ, chưa trả lời chúng tôi. Là có lý do của anh chất vấn chúng tôi cái này. Tôi chưa xuất trình có lý do của tôi bởi vì anh dừng không đúng. Anh dừng đúng tôi xuất trình ngay, thậm chí tôi đưa ngay lập tức. Anh hiểu không nào? À, Phạm Anh Tuấn. Tôi đi xe được nhiều lần, tôi đã lái xe là tôi biết. Anh lái xe rồi. Tôi nói cho anh biết nha. Không có ai dừng xe đủ hết. Tôi dừng lại là để hỏi canh chứ không phải vì cái chỉ hỏi tôi là đứng ở bên này đường để dừng anh đi bên kia đường. Thế thôi. Được cái gì đó? Là chúng tôi được quyền dừng đứng ở cái một cái vị trí nào nó thuận lợi nhất. Để dừng là được rồi. Cái thứ hai tôi hỏi anh trả lời luôn. Cái thứ hai tôi hỏi anh là xe tôi không vi phạm gì, anh đã thừa nhận từ đầu. Và bây giờ anh bảo là anh chỉ dừng để kiểm tra giấy tờ. Vậy thì anh có lý do gì mà anh dừng để kiểm tra giấy tờ? Căn cứ vào đâu để mà anh làm cái việc đấy? Căn cứ vào cái thông tư quy định. Đã có cái thông tư đó anh phải đưa ra. Tôi đưa thông tư anh trả lời cho anh rồi. Anh cứ đòi chúng tôi không đọc được điểm nào là cho phép anh đứng là dừng xe bất tử trên đường để mà kiểm tra. Đừng có nói bây giờ để cho nó rõ thì mời các anh lên nhưng tôi đưa cái cũng chả mời đâu cả xem. Cái anh có là anh phải có tại đây dừng xe tại đi làm đấy thấy nè, có phải có sự chứng kiến của những người dân xung quanh như này thì chả phải đi đâu hết. Chúng tôi phải phải đi đâu cả. Chúng tôi nói với anh biết là anh đã dừng cái trạm xe để anh làm việc, chẳng nhẽ bây giờ hỏi với anh có thẻ công an anh bảo thế để lên kia chạy lên tìm à? Rồi anh chạy về lấy xe mà. Nhưng mà nói anh không đủ điều kiện để anh kiểm tra chúng tôi. Những cái liên quan đến cái anh làm việc các anh phải mang đi. Không có chuyện là các anh bảo là bây giờ là các anh chạy lên trên phòng rồi là lát này cái thích lên cái bảo lên sân la hoặc là không bảo là bây giờ nói đi sao qua đây video các thứ đầy đủ rồi không còn cái gì nữa. Anh yên tâm là video của anh nó bây giờ đấy không có cái gì bây giờ các anh còn chưa chấp hành với tôi cái tôi làm sao phải chấp hành chứ anh làm sai tôi kiểm tra khi anh làm đúng tôi chấp hành ngay còn khi anh làm sai tôi có nghĩa vụ không chấp hành. Tôi nói anh nói rồi. Chúng tôi như thế là chúng tôi xin bác anh luôn. Anh muốn bác gì thì đó là việc không nắm được cái gì. Còn cho đến bây giờ thì cái tuổi này rồi, cái lúc này rồi mà các anh làm việc vô nguyên tắc như thế này thì tôi cảm thấy rằng là mang đi cho các anh đây rồi. Nhưng mà các anh vẫn không chỉ ra được. Cho nên anh chơi gì cho nên ngay cả cái việc đó các anh rồi không làm được. Bởi vì việc canh quy trình nào cho các em dừng xe trái chiều rồi lại làm đã trả lời anh việc như vậy mà các anh cũng không làm được. Cho nên các anh đừng nói chuyện với tôi là cái thông tư 65 tinh cái đó. Hôm nay do năm tôi chỉ cho anh ngay đây rồi. Đấy thì chỉ anh không rồi. Còn cái quy trình kiểm tra là điểm nào quy trình đấy nhá. Quy trình kiểm tra là quy trình thông tư 65. Ông Quốc Tuấn nhá, ông Trung tá nhá. Tôi nói với ông từ đầu rồi. Tôi không hỏi chức năng nhiệm vụ các anh, bởi vì tôi thừa biết cảnh sát giao thông này ra đảm bảo an toàn giao thông đúng không? Ngăn và kiểm tra kiểm soát giấy tờ xe cộ các phương tiện giao thông. Vâng. Đúng chưa nào? Tôi nói thế đúng chưa nào? Vâng, đúng rồi. Chức năng nhiệm vụ tôi biết rồi. Nhưng quy trình nào cho phép các anh làm những việc như vừa rồi đứng bên này đường quy trình đấy là theo cái thông tư 66 không có thảo anh chỗ nào cho phép anh đứng bên này đường kiểm tra về cái đường mời anh lên kia tôi không đi đâu cả còn anh em các anh dừng tôi tại đây các anh phải đưa cái này ra đây chứ không phải là các anh là muốn đưa thì đưa mà không đưa thì thôi anh đừng nói cái việc là các anh muốn mời đi đâu thì các anh có thích là mời cũng có đấy như thế. Trả lời anh, anh dừng xe tôi mà anh không có nghĩa vụ kiểm tra thì anh kiểm tra gì? Anh kiểm tra rồi bây giờ anh đã có ra xuất trình đâu? Tôi chưa xuất trình vì anh đang làm sai, tôi đang hỏi sai, anh không có nghĩa vụ trả lời thì chúng tôi không có trách nhiệm. Mày bác nói là bác này bác biên này bác nói là không có nghĩa vụ phải trả lời. Không có nghĩa vụ trả lời thì ông làm cảnh sát tôi đang kiểm tra anh các anh chưa xuất trình được. Bây giờ các anh cứ chất vấn chúng tôi là sao? Bây giờ biết được vi phạm như cái gì? Chắc gì đã không vi phạm? Chắc gì đã vi phạm? Gây chỉ giao thông tại ngoài khu vực nội thành rồi thì này các chiến sĩ đứng nghiêm hướng về phía phương tiện giao thông cần kiểm soát thổi một hơi cai dài mạnh dứt khoát đồng thời tay phải cầm gậy chỉ huy giao thông đưa lên theo phương thẳng đứng từ đầu gậy chỉ huy giao thông đến khuỷu tay tạo thành đường vuông góc với mặt đất từ khuỷu tay đến vai tạo thành đường thẳng song song mặt đất lòng bàn tay đứng về phía hướng về sau giữ cho gậy chỉ huy giao thông ở vị trí thẳng đứng sau đuôi mắt phải được chưa. Khi người lái xe tiếp nhận được tín hiệu giảm tốc độ thì dùng gậy chỉ huy chỉ vào xe kiểm soát được chưa. Anh không thể đứng đây tôi chạy qua đây anh chỉ ngang cái này là chạy xong chỉ bảo đứng đây dừng chỉ cho anh có cần tôi phải quay cho anh lại xem một đoạn phim mà các anh chỉ như thế nào đúng không anh biên dừng anh có cần phải cho tôi cho anh xem lại cái đoạn đấy không mà nếu như các anh đã làm như thế sai thì anh chịu trách nhiệm gì. Khu vực nội thành rồi thì cán bộ chiến sĩ đứng nghiêm hướng về phía phương tiện cần kiểm soát tay phải cầm gậy chỉ giao thông đưa về đứng về phía đó anh đứng như này xem sao anh hướng về phía này
phương tiện dừng xe nó chạy đi mà chạy bên cái đường sao được cái anh hướng này được. Nói hướng thế đấy. Anh có biết đọc luật không đấy? Không biết đọc luật anh. Anh còn nói những cái khó cả. Tôi cũng làm đúng theo cái quy trình. Bây giờ anh trả lời, anh hỏi chúng tôi trả lời. Bây giờ hiện tại bây giờ là mời các anh về đội. Tôi không phải về. Anh có trách nhiệm trả lời chúng tôi tại đây chứ chúng tôi phải đi đâu. Anh cứ đòi văn bản. Văn bản rõ ràng anh đi làm phải có văn bản. Chúng tôi chỉ có đem mỗi kế hoạch đi thôi. Anh đem mỗi kế hoạch sai. Tôi không chịu trách nhiệm với cái sai của anh. Thôi. Anh ạ. Thế là vấn đề là bây giờ các anh không trả lời tại đây chứ gì? Còn về các anh mời chúng tôi đi nơi này nơi kia chúng tôi không đi. Không có nghĩa vụ phải đi. Chúng tôi có nhu cầu mà phải tôi có văn bản đấy anh không chỉ được, chứ không phải là chúng tôi đòi văn bản. Tôi chả đòi các anh văn bản gì cả. Không giữ các anh làm gì. Chúng tôi yêu cầu các anh làm đúng cái nguyên tắc thế thôi. Còn nếu như nhá, các anh không đáp ứng được những cái tối thiểu về quy định theo đúng cái quy định của ngành công an trong vấn đề này nhá. Các anh phải chịu trách nhiệm về điều đó. Và chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện điều đó với các anh. Rõ ràng các anh đang vi phạm pháp luật vào cái việc các anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thế thôi. Đừng nói như thế, chúng tôi là người đang kiểm soát. Thì đấy, những cái điều chúng tôi chỉ ra cho anh, cho anh biết là anh đang vi phạm pháp luật ở những cái điểm nào. Anh không có cái điều quy định nào anh giải thích được là cái việc anh làm là đúng cả. Đây là quyền hạn chúng tôi được phép. Quyền hạn đấy, bao nhiêu là cái việc chúng tôi chỉ ra cho anh đấy. Nào là cái hiệu lệnh dừng xe sai này. Nào là xe không có biểu hiện vi phạm, anh dừng xe của người ta trong lúc anh không có chuyên đề kiểm tra vi phạm hành chính này. Kiểm tra xe của anh còn chưa chấp hành, chưa xuất trình chúng tôi. Chưa chấp hành cái gì? Anh nói ai chưa chấp hành? Cái việc anh dừng xe sai mà chúng tôi đã dừng xe là cái việc đấy, chúng tôi đã chấp hành cái việc này của anh rồi nhá. Anh không thể nói chúng tôi chưa chấp hành được nhá. Bây giờ anh cứ nói vi phạm ở đâu? Anh vi phạm bao nhiêu thứ đấy? Thứ nhất, tôi nói này, xe không vi phạm cái điều gì và anh dừng xe lại mà không có chuyên đề kiểm tra hành chính là một. Cái thứ hai, hiểu là dừng xe của anh ở đường phía bên này, anh dừng xe phương tiện đi di chuyển theo anh chiều bên kia, cái điều là đúng hay sai? Riêng cái việc mà cầm cái nghi thức, cầm cái cách mà cầm cái gầy để mà chỉ xe đá là không đúng. Đấy, tôi hỏi anh một cách nghiêm túc để chúng tôi có việc chúng tôi phải đi. Đây, nó mất việc quá, mời các anh lên trên đội chúng tôi để cho nó. Không phải đi đâu hết, chúng tôi không có nghĩa vụ phải đi đâu hết. Đấy, tôi nói cách đó, tất cả mọi những cái từ đầu đến giờ đã đều được ghi lại. Đều được ghi hình ghi tất cả lại và những cái đó không chỉ trách nhiệm trả lời bởi vì các ông phải làm đúng thôi, đơn giản thế thôi. Vì con muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như đặt trường hợp con mời chúng tôi không nghe, tôi không có nhu cầu mời ấy. Bây giờ tính như thế nào mà định bắt chúng tôi không? Vâng, con em chẳng chuyện bắt thế anh. Thế bây giờ tôi đi đấy. Vâng, tôi nói với anh nghe nhá. Vâng. Và anh phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Thank you.
đâu.